Vào cuối tháng 4 vừa qua, Microsoft đã tuyên bố từ nay các nhà phát triển ứng dụng của iOS hay Android có thể sử dụng nền tảng của chính các ứng dụng trên hai hệ điều hành này để tạo ra ứng dụng chạy được trên Windows Phone. Công nghệ mới mà chúng tôi giới thiệu hôm nay sẽ cho phép các nhà phát triển ứng dụng tái sử dụng gần như toàn bộ nền tảng Java và C++ từ một ứng dụng của Android để xây dựng ứng dụng chạy được trên Windows 10. Theo CEO của Microsoft, đây là chiến lược nhằm giúp cho khách hàng của Microsoft có nhiều quyền lực hơn. Windows 10 là một thế hệ Windows mới đánh dấu kỷ nguyên của điện toán cá nhân. Thiết bị di động không còn là vấn đề mới nữa, mà cái mới ở đây chính là sự di động trong trải nghiệm của người dùng. Bước đi này được coi là một bước tiến đáng kể trong chiến lược của hãng sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới. Microsoft hiện vẫn thống trị mảng PC, nhưng lại không gây được tiếng vang ở mảng tablet và smartphone. Một phần là vì kho ứng dụng nghèo nàn. Sau thông tin của Microsoft, Google từ chối bình luận, Apple cũng chưa đưa ra bình luận gì.